Kinh văn. Quý mong Đức Thế Tôn mở rộng lòng từ, thương xót chỉ dạy cho chúng con pháp tu thiền định Samatha, khiến cho hàng nhất xiển đề và miệt lệ xa thoát khỏi tà kiến. Giảng. Quý mong Đức Thế Tôn mở rộng lòng từ. Này con chỉ có một ước nguyện, quý mong Đức Thế Tôn mở rộng lòng đại từ đại bi, cứu độ con thoát khỏi khổ đau, ban cho con niềm vui giải thoát. Quý mong Thế Tôn thương xót chỉ dạy cho chúng con pháp tu thiền định Samatha, khiến cho kẻ nhất xiển đề và miệt lệ xa thoát khỏi tà kiến. Quý mong Thế Tôn không những chỉ dạy cho riêng mình con, mà còn cho toàn thể mọi người trong đại chúng này, những người thường khởi tâm nghi ngờ trong khi nghe pháp. Xin Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con cách tu tập chánh định, chỉ bày cho chúng con pháp môn tu tập chỉ quán. Nhất xiển đề là phiên âm từ tiếng Sanskrit, Hán dịch là tính căn bất cụ túc, nghĩa là chưa có lòng tin đầy đủ. Nhất xiển đề là những người mà chưa có niềm tin đầy đủ đối với Phật pháp. Niềm tin chưa đầy đủ đồng nghĩa với không có niềm tin. Nhất xiển đề còn có nghĩa là phần thiêu thiện căn, đốt cháy sạch các căn lành. Điều gì sẽ còn lại khi các căn lành bị cháy sạch? Chắc chắn là các nghiệp ác. Pháp sư Trúc Đạo Sinh, Tao Sang, khi giảng kinh Đại Bát Niết Bàn ở Trung Hoa. Lúc ấy, kinh Niết Bàn lưu hành ở Trung Hoa chưa được trọn bộ. Chỉ có được cuốn Thượng, chưa có được cuốn Hạ. Trong những cuốn đầu, kinh dạy nhất xiển đề không có Phật tánh, không thể thành Phật. Các pháp sư đương thời hầu hết đều giảng theo ý kinh là hàng nhất xiển đề không thể tu tập thành Phật được. Thực ra, những cuốn kinh cuối cùng của bộ kinh này lại nói rằng nhất xiển đề cũng có Phật tánh, cũng có thể tu tập thành Phật. Nhưng lúc ấy, những cuốn kinh sau cùng này chưa được lưu truyền ở Trung Hoa. Tuy vậy, pháp sư Trúc Đạo Sinh đã thông đạt được ý kinh ngay từ đầu, nên pháp sư không giảng kinh theo trào lưu đương thời. Thay vào đó, ngài giảng rằng kẻ nhất xiển đề cũng có Phật tánh, cũng có thể thành Phật. Kết quả là các pháp sư khác chống đối, hiềm khích Trúc Đạo Sinh. Họ cho rằng Trúc Đạo Sinh điên rồ khi giảng giải nghịch với ý kinh và đã làm sai khác với lời Phật dạy. Thực ra, pháp sư Trúc Đạo Sinh không nói ý kinh là sai hoặc cho là Đức Phật giảng nói không đúng, mà Trúc Đạo Sinh thấu hiểu được đạo lý ẩn đằng sau lời kinh. Nên mặc dù chưa đọc được những cuốn sau cùng của bộ kinh, mà pháp sư đã hiểu được rằng giáo pháp của Đức Phật không hề mang tinh thần như vậy. Nhưng vì sự hiềm khích đã sinh khởi, không còn có ai đến nghe Trúc Đạo Sinh giảng kinh nữa. Thế nên pháp sư vào núi Hổ Khâu thuộc Tô Châu gần Thượng Hải, gom đá núi lại rồi giảng kinh cho đá nghe. Xiển dương tinh thần nhất xiển đề cũng có Phật tánh. Pháp sư hỏi đá núi: "Tôi nói nhất xiển đề cũng có Phật tánh, quý vị nghĩ sao? Tôi nói có đúng không?" Những tảng đá núi lặng lẽ gật đầu tán thành.
Thế nên nói, sinh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu. Trúc đạo sinh giảng pháp, đã thán phục cúi đầu. Cơ bản là, dĩ nhiên đá thì vô tri, không thể cựa động. Vậy mà đá cũng biết xúc động với lời giảng kinh chân thật của pháp sư đạo sinh, nên lặng lẽ cúi đầu tán thán. Có rất nhiều nguyên nhân để có kết quả như thế. Tôi tin rằng có rất nhiều quỷ thần và nhiều linh hồn đến ngồi trên các tảng đá núi để nghe giảng kinh. Chuyện này có nhiều nguyên nhân. Tôi tin là có rất nhiều quỷ thần đang ngồi hoặc nằm trên các tảng đá núi. Trong một giây suy nghĩ, họ không thể nằm trên đá mà phải ngồi khi lắng nghe kinh. Khi nghe pháp sư đạo sinh hỏi như thế, các vị quỷ thần rất phấn khích, biểu lộ sự đồng tình, nên đã làm cho các tảng đá lay động. Hoặc là có khi trong các đời trước, tiền thân của các tảng đá này cũng có tánh linh, này ẩn tàng trong hình dạng một tảng đá. Đây là lý do bảo chứng cho đá tán thán chỉ thú của ý kinh. Thế nên người đời sau truyền tụng sinh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu. Tuy vậy, kẻ nhất xiển đề rất khó giáo hóa và cứu độ. Khi quý vị giảng giải đạo lý cho họ, họ không bao giờ tin hẳn ngay. Họ sẽ nói, này, ai thèm nghe những lời như thế? Bất luận quý vị có nói hay cỡ nào, họ cũng không tin. Họ giống như ngoại đạo Maha Kohila, nhận vô chấp làm luận thuyết của mình. Bất luận quý vị có nói với họ điều gì, họ đều không nghe, họ đều không chấp nhận. Đó là hàng nhất xiển đề. Miệt lệ xa hay di lệ xa là phiên âm từ tiếng Sanskrit, Hán dịch là ái trược, nghĩa là thích làm việc xấu ác. Kẻ miệt lệ xa thường thích những nơi chốn bất tịnh. Miệt lệ xa còn có nghĩa là ác kiến. Hầu như tri kiến của mọi người đều chân chính, nhưng tri kiến của hạng người này thì rất xấu ác. Họ không thải ra thứ gì ngoại trừ độc dược, không những chỉ tai hại cho riêng họ thôi, mà còn ảnh hưởng đến nhiều người khác muốn bắt chước họ. Thế nên mọi người nên tự sống thức tỉnh và trong sáng, đừng tìm thú vui trong các hành vi xấu ác. A Nan cầu thỉnh Đức Phật cứu vớt hàng miệt lệ xa và ngăn ngừa cho mọi người khỏi bị rơi vào nơi ác xấu, thoát khỏi những tình huống như đã nêu trên.